Vâng, em xin chào tất cả các bác. Thì nay em đã về được 10 con năng tiến dòng DB Aquatech của Mỹ để xuất cho thì những thị trường thì nó mang điện 230V. Con này thì vừa rồi em cũng về cả chục con nhưng mà giao hết cho tất cả các bác rồi. Dòng này thì nó chạy DAC, đua DAC, hai con DAC. Các bác nó có này, cổng Bluetooth này, có cổng quang cho các bác mình chơi nhạc mạng rất là hay nha. Về độ chi tiết của âm thanh thì nói về dòng này thì gọi là cao cấp nhất hiện tại bây giờ. Nó dòng DB Aquatech Pro. Các bác nào mình đang có bộ karaoke mà chưa có năng tiếng thì các bác nên sử dụng một con năng tiếng, tại vì có năng tiếng vào các bác hát nó cực kỳ nhẹ nha. Các bác không cần chỉnh gì trơn, như các bác chỉ cần để ba những cái nút này, hai kênh là 12 giờ, chỉ có cái nút hai mic lại và để ở 1 giờ là ok. Khi đó các bác bật nguồn vào, bật nguồn lên là hệ thống cũng như là IC hỗ trợ âm thanh giọng hát cho các bác là nó đầy đủ hết, nó tích hợp trong này rồi nha các bác. Hệ thống EQ cũng như là năng công suất âm ly và năng tiếng, năng dòng mic hát chúng ta lên. Nó sử dụng 2 DAC cho phần nhạc cũng như là phần IC năng tiếng mic, tăng giọng hát của chúng ta. Nên là khi các bác gắn những năng tiếng này vào, nó hỗ trợ chúng ta là chỉ cần các bác thở nó nhẹ nhàng, đừng nói là hát. Khi đôi lúc các bác sử dụng một con vang, một con đẩy thì thứ nhất là nhạc của các bác là bass nó không xuống sâu được, nhưng mà ghi gắn vào năng tiếng là bass xuống rất là sâu nha, và uy lực của nhạc lên rất là nhiều. Nó năng khoảng là 50% công suất và hệ thống âm thanh lên ba giải lên rất là nhiều so với là hiện tại không có năng tiếng. Và các bác hát nó cũng nhị, hát nó thứ nhất là nhẹ nhàng, chỉ không có cảm giác hú nữa, và hát chỉ cần thở cũng đã nhị rồi các bác. Mình thở là nó hít mic ra rất là nhị, mình hát như là những trong phòng karaoke đó, nó nhẹ nhàng và nhạc hay. Chỉ đầu tư là 2,5 triệu thôi các bác. 2,5 triệu là bao gồm dây này các bác, bao gồm phí ship, và ba cái dây này là các bác lựa chọn nha. Nếu các bác kém xuống âm ly á, là bác kém lấy dây ba lăng AV, còn các bác lấy kém xuống đẩy mà dùng đẩy dùng 6 ly thì lấy dây này, còn đẩy dùng ba lăng thì mình lấy dây này. Đấy, các bác mình mua hàng thì mình báo em đúng cái sản phẩm để em gửi cái dây cho chính xác. Thì đây là hai số điện thoại của em, các bác nào lấy thì cứ alo cho em nha. Em ship toàn quốc, các bác chuyển khoản là ship code thì cũng được. Những con này thì việc các bác về gắn vào là mình chơi là cực kỳ tuyệt vời luôn, không mê là không lấy tiền nha các bác. Tại vì sao gắn vào chỉ đầu tiên nó chỉ có 2,5 triệu nha các bác, mà gắn vào thì các bác dù có không có con này mà các bác đi mua con đẩy mạnh hay là con vang có 10 triệu đi nữa thì nó cũng thua gắn con này nha các bác. Tại vì con này tuy có 2,5 triệu nhưng mà nó cải thiện cái dàn của chúng ta lên cái bậc cao đó các bác. Hát cũng nhị nè, nhạc cũng hay nữa, tiếng bass xuống rất là sâu. Và em về được là 5 con trắng và 5 con đen. Đợt này về được 5 trắng 5 đen được. Trước là về được có 10 con trắng, năm nay đợt này con đen, con DB Aquatech nha. Tuyệt vời đấy, dòng nhập khẩu chính hãng hết nha các bác. Đây là em bật nguồn trước này, nguồn lớn trước nha các bác. Thì phía sau nó sẽ có những cái này, thì bao gồm là các bác có cổng quang này. Đấy, không quan series đầy đủ hết nha. Và cái anten Bluetooth này quá. Nếu các bác mình dùng mà lấy mạng nhập mạng mình nghi á thì lấy qua cổng quang này các bác, hoặc là nghi Bluetooth cũng được. Con này mà các bác nào dùng để làm DAC cũng rất ngon nha, tiếng chi tiết cao lắm, độ nét của âm thanh nghe nhạc YouTube tuyệt vời luôn nha. Các bác chỉ việc về, nếu mà nghe nhạc mạng á, các bác chỉ việc để yên này, chỉnh yên này 12 12 12, 1 giờ. Và bên đây cũng y dài, là cứ vậy mà nghe nhạc bạn thôi, rất là hay. Còn karaoke cũng chỉnh y dài nha. Còn đây là hai cái sub này, chỉnh sub thôi các bác. Cái này là hai volume chỉnh sub, đây là đèn tia cho mỗi cơn. Đấy, chắc là 2,5 triệu. Còn này em về được 10 con nha, bác nào mình lấy thì alo em ship cho. Nói chung là gắn vào là các bác nghi là ghiền thôi. Chiều đây em ship hai con cho bác ở ngoài bác rồi, bác lấy hai con gửi cho anh Dậu hai con. Thì giờ hiện tại là còn 5 con đen 5 trắng. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Rồi đây là những con mic nó tầm tiền, mic CX-H4 này bác. Dòng H4 em vẫn với phân phối cho các bác thường xuyên. Là dòng mic chính hãng CX của Ý. Bộ này là 3,5 triệu này các bác, 3,5 triệu. Tem nhập khẩu này các bác, 3,5 triệu nha, 2 te nha các bác. Mic chơi gia đình rất tầm tiền, CX-H4 Plus. Còn đây còn H4 Plus nha, bác nào mình cần mic không dây tầm tiền cho gia đình thì alo em. CX-H4 cái tờ bảo hành
Đây, đây là hai tai mic này các bác. Đây là đầu thu. Dòng CIF thì nó màu bạc thôi nha các bác, màu bạc trắng này. CIF H5. Đây, model là CIF H5 nha các bác. Hát nhẹ nhàng, lực tiếng mạnh. Hát gia đình rất là ngon. Ở con 3,5 triệu các bác sử dụng những bộ này chính hãng nữa. Thương hiệu của Ý nữa. Đầy đủ phụ kiện nha. Rồi, đến con còn đây là con Audio Mecca các bác, cũng đồng giá nha các bác. Audio Mecca Aquatech Pro. Con này thì màu đen nha. Cũng đồng giá là 3,5 triệu nha các bác. Bao gồm phí ship nha. Con này tiếng ấm hơn. Còn con CIF là tiếng nó thanh. Bác nào mà giọng cao rồi mình cần tiếng ấm á, thì mình chọn Audio Mecca. Còn các bác nào mà giọng thấp á, thì mình chọn con này. Con này nó thiên về sáng rất là cao nha. Đấy, thì, mỗi cái nó có mỗi cái hay của riêng. Em giới thiệu các bác mình nhờ có nhu cầu cái sản phẩm nào mình lấy thôi nha. Đặc biệt con này á, thì nó chỉ có là nó có size 43 này các bác. Khi nào mà nếu mình gắn với âm ly thì mình không gắn cái quai vào nha. Đấy, nếu có mình khi mình gắn với đẩy thì mình gắn cái quai vào, và phải ống mình gắn cái quai vào thôi nha. Rất là tiện. Đầy đủ phụ kiện hết cho các bác nha. Hai tai mic. Hai tai mic nha, Audio Mecca. Audio Mecca CR33. Con này thì mèo đen. Các bác mà gắn với âm ly như là 53203 này, là những con âm ly như nhạc á, đã ghép con vang rồi mình gắn cái này lên thì không cần phải gắn cái quai, tại vì nó size 43 chuẩn rồi nha các bác. Mình gắn thêm đây là thành hai quai hai bên là thành size 48 theo những con đẩy. Đây là pin này, hai cây chống lăng này, dây sáu ly này. Đấy. Hai bộ Audio Mecca cũng 3,5 triệu và bộ CIF H5 cũng 3,5 triệu nha các bác. Đây là bộ mic hai tai mic 3,500,000 bao gồm phí ship. Bác nào mình lấy sản phẩm nào và muốn em chuyến ship thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên, cho em tên và địa chỉ thì em ship cho. Những sản phẩm này thì em phân phối rất nhiều từ năm ngoái đến năm nay, tại vì nó chất lượng, nó phục vụ các bác rất là ngon. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Mọi chi tiết các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên nha.